Chào cậu. Cậu cũng thích tác giả này à? Ừ. Lại là cậu à? Ừ, tớ là sinh viên trường này, cậu cũng học ngoại thương à? À không, tớ chỉ đi tìm bạn thôi, nhưng chưa biết tìm thế nào nữa. Ừ, thế cậu có cần người giúp đỡ không? Được thế thì tốt quá. Alo, anh là ai? Sao anh lại cầm máy của anh? Chủ thuê bao này bị tai nạn đang đưa đi cấp cứu, anh đến nhanh lên. Xin lỗi. Sao anh đến muộn thế? Anh ngủ quên mất. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà. Em có cái này cho anh. Cái gì đấy? Cái đồng hồ. Có cái này anh sẽ không bao giờ ngủ quên nữa. Thank you.
sao anh lại ở đây? Mình hẹn nhau ở quán cà phê cơ mà. Anh đã chờ đợi rất lâu rồi gặp lại em. Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em. Vừa gặp nhau sáng nay mà đã nhớ rồi á? Lạ nha, hay là vừa mới đi với cô nào về đấy? Anh sao thế? Có chuyện gì à? Không, chỉ là anh nhớ em thôi. Anh thật sự rất nhớ em. Nếu như đây là một giấc mơ thì anh mong mình sẽ không giờ phải tỉnh lại. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Anh yêu em. Sao hôm nay anh lạ vậy? Không sao, chắc tại hôm nay em xinh quá nên tự dưng anh muốn nói thế thôi. Thôi muộn rồi, về đi. Chào anh. Anh dùng gì ạ? Ăn. Chúng mình quen nhau sao? Anh không nhận ra Khánh sao? Bạn biết mình à? À không, mình chỉ nhầm cậu với một người bạn cũ của mình thôi. Hai người giống nhau quá.